Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ khối khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã bám sát các chỉ đạo của cấp trên, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9 và chủ đề hàng năm để lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực công tác. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được chú trọng triển khai và đạt kết quả trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức Đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm đến các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Nhờ đó, cả trong điều kiện bình thường hay trong thời điểm đại dịch COVID-19, việc thực hiện các nhiệm vụ vẫn thông suốt và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, đặc biệt cho rằng công tác cải cách hành chính trong Đảng là điểm sáng của Đảng ủy khối trong nhóm các đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng bộ khối các cơ quan thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu về phát triển đảng viên, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, nhất là việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng ủy, đảm bảo tính trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với nguồn lực thực hiện. Cùng với đó, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.